Bạn đang bỏ ra rất là nhiều để kinh doanh online, từ công sức, thời gian, vật chất. Tuy nhiên tất cả những cái gì mà các bạn nhận lại là không có khách hàng, không ai hỏi mua, hoặc là duy trì doanh thu bằng cái chi phí chạy quảng cáo khổng lồ. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái việc mà các bạn không có khách hàng. Đa số là sẽ nằm ở hai lý do chính. Thứ nhất là khâu sản xuất hoặc là chọn lựa sản phẩm kinh doanh. Các bạn tạo ra sản phẩm của các bạn chưa có khảo sát xem thị trường có cần cái sản phẩm dịch vụ của mình hay không, mà chỉ chăm chăm bán cái mà các bạn có. Có thể là ban đầu các bạn vẫn bán được hàng từ những cái mối quan hệ này. Tuy nhiên về lâu về dài thì các bạn cần bán những cái mà giải quyết vấn đề cấp thiết cho khách hàng. Điều quan trọng thứ hai đó là giai đoạn marketing. Bạn có tự hỏi là liệu mình đã tìm đúng khách hàng hay chưa? Rồi các bạn có hiểu tâm lý khách hàng, insight khách hàng hay không? Rồi các bạn đưa sản phẩm dịch vụ của các bạn đến đúng chính xác nơi mà khách hàng tìm kiếm hay không? Nếu cả hai cái trên bạn đều không biết, đấy là lúc mà các bạn đang cần một cái buổi workshop vào ngày 3 tháng 3, nơi mà Nhung sẽ cho các bạn biết là cái cách kinh doanh hiệu quả trong năm 2024. Các bạn có thể đăng ký ở dưới đây để được học và trò chuyện cùng Nhung nhé.